Hà ơi, nếu lỡ mấy này cách biệt nhau, còn ai đưa đón những buổi chiều, còn ai dìu bước em đi cô gia đề hai la ngân lệ sầu. Em ơi sao em vội bỏ ra đi một mình trong đêm vắng canh khuya, âm thầm lặng lẽ em để lại cho những dần thơ thay lời nhắn gửi em sẽ em chuyện tình yêu. Cảm ơn những tuần qua của gia đình quý khách, cảm ơn rất là nhiều, đặc biệt cảm ơn tiếng đàn của Hữu Hạnh.